Alo anh em nha, bán cho anh em 3 bộ dĩa sên tháo xe của Cúp MD 8186, nói chung là tháo dòng xe Cúp 50 nội địa Nhật nha anh em. Đó, 3 bộ này tình trạng là đẹp keng lai niêu nha. Đó. Thì 3 bộ này mình bán giá 3 bộ ha. Bán lần 3 bộ 400.000 một bộ, 400.000 3 bộ nha anh em. Đó, anh em nào xài alo mình nha. Còn bộ dĩa 41 nha anh em, dĩa 41 ra sên là sên 7 ly nha. Đó, anh em về thay nhông vô xài, anh em về muốn nhông 13, 14 thì anh em gắn vô xài. Về là bao xài nha. Đó. 3 bộ 400, anh em nào xài alo mình. Chỉ bán lần 3 bộ nha anh em, giá rẻ bèo, tính ra bộ có 130.000. Anh em là chơi dòng xe Cúp biết rồi, xin dĩa Cúp này bình thường mua bộ bao nhiêu tiền sẽ biết nha. Còn mình bán lần 3 bộ này chỉ có 400. Anh em cần alo em nha.